Hello và xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với một series đó là Ngọc Rồng Online. Thì hôm nay mình sẽ làm nhiệm vụ là đánh mẹ heo rừng để lấy chuyện cùng với sự giúp đỡ của Đào Quân. Và hôm nay là ngày 31 tháng 12, là ngày cuối năm của năm 2017. Và mình xin chúc anh em một có một ngày mai bước sang năm mới, thì chúc anh em có nhiều sức khỏe dồi dào này, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Thêm nữa là học giỏi hơn, cũng như là ủng hộ Game Action trong những suốt khoảng thời gian sắp tới. Và bây giờ thì mình sẽ phải đi đánh bọn heo xe ra để lấy chuyện đã. Heo xe ra ở đâu đây? Ok. Nào, bây giờ thì mình sẽ đi hỏi bạn ấy heo xe ra ở đâu. Đen, ok man, tuyệt vời. À, hôm nay mình khoe với các anh em một tí là hôm nay bạn ấy đã cho mình cày cho mình lên giúp mình lên 1.300.000 sức mạnh. Ok, và mình có giày cao su thô, găng sắt, quần vải thô, áo giáp đồng, radar cấp 3, đậu thần cấp 6, gói capsule, bổ huyết, cuồng nộ, giáp sen bộ hung, đậu thần cấp 9, quá nhiều. Rồi. À, vách núi đen. Vách núi đen. Let's go baby. Chúng ta sẽ gặp quân nào ngay bây giờ? 16 em. 16. Đây 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 đây. Irelia Kiss và Bluto Kiss. Alright. Nào đệ tử. Chúng ta hãy hợp thể. Ok. Rồi thì chúng ta sẽ đây, chúng ta sẽ đánh con heo rừng này. Chúng ta có một chiêu gì đấy? Chiêu tái tạo năng lượng. Ok. Không biết chiêu gì. Nhưng mà mình chắc là kiểu gồng ki của Super Saiyan ấy, gồng ki lên của Super Saiyan. Mình hy vọng là vậy. Ok. Không giữ chuyện rồi. Đó. Rồi con tiếp em ơi. Khóa con này lại em ơi. Khóa nó lại nào. Đây 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 đây. Heo xe ra mẹ. Ok. Không giữ chuyện, đến lượt con này. Thế đấy. Không giữ chuyện. Ở đây NROKTG. Đây là anh em có thể biết, đây là Kido. Hello Kido. Đây là Namek. Đây là thanh niên Kido. Kido The Gamer đấy. Và bạn của mình. Đó. Phút con này đã. Đó, tiên sư. Thằng này vô va vẩn. Ui, xây dựng heo rừng xây ra kìa. Ok, chúng ta sẽ chuyển sang khu 8. Rồi. Chúng ta đang ở khu 8. Nhường chỗ làm nhiệm vụ, không biết bạn có nhường không.
không nhường rồi. Ok, nó không nhường rồi anh em ạ. Nào, khu 6. Ok. Qua đây mày. Nhường chỗ là nhiệm vụ. Thằng này nó treo tiếp rồi. Kido cho buồn cười quá. Chết cười Kido. Rồi, thì mình đang có mặt ở thung lũng đen khu 13 và chúng ta đang đối mặt với cả Super Broly 91. Thôi thế, cho mấy ông này đánh. Đang chói. Rồi luôn. Ăn nè anh em. Rồi, ném khinh khi kinh thật. Con heo ấy đánh tôi. Vì có rất nhiều người KS quái, thế nên là mình phải chuyển khu liên tục. Đây rồi. Gì đấy? Ok. Đùa, bấm mẹ vào cái thung lũng đen ạ. Rồi chúng ta sẽ qua khu 9. Hơi bị lâu đấy. Đây rồi. Đây rồi. Nào, qua đêm ơi. Còn say ra mẹ. Ngon chim. Trưởng bắn Kame, trưởng bắn Atomic này không mạnh lắm nhỉ. Không giữ chuyện rồi. Ui, xảy ra luôn này. Ui, đấm kinh thật. Illidia Kiss và Bluto Kiss. Hai Super Vegito. Ok, quất. Lâu thì vì mình yếu quá không giữ chuyện.
À, thế còn nào giữ truyện? Chả hiểu sao con heo xe da mẹ này nó giữ quyển Doraemon tập 2 ạ. Khó hiểu. Rồi, không giữ. Không giữ truyện. Sao đông vậy? Ra chuyện em ơi. Không giữ chuyện. Ma à, động phụ. Thiệt luôn chứ. Mình có rất nhiều trường về sau có cả chiêu hy sinh bản thân mình như kiểu Vegeta. Không giữ chuyện. Cậu bé xe da đang trói hộ mình. Trói với chả trói. Nó đánh tôi nè. Đông vậy. Lại đông lên rồi. Trời đất ơi. Đâm 91 máu. Ok. Bố nó chỉ là hồi kia thôi mà. À, cuồng nộ là cái này. Đây, 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 đây. Ok, quất. Cuồng nộ. Là cái bạn ấy cho mình. Đấy, đây, cái bổ huyết cuồng nộ và giáp xếp hùng. Không biết bạn lấy đâu ra nhưng mà bạn ấy cho mình rất là nhiều. Rất cảm ơn Quân Đào Quân. À con xây ra này. Ngon quá, tái tạo năng lượng. Sao có 5 x ở đây vậy? Nó đông vậy. Chứ đông thế nhỉ? What? Chiu. Lại đông lên ạ. What? Nhầm con rồi má ơi. Má mình ở đâu mà chúng nó cũng xông đến một cách bất ngờ hợi. Rồi, Kido đang đánh hộ mình đây.
ta đang đi đến cần đến đâu đây? Khu 18 hoặc 19 em. Đông rồi. Ok, má mày bố này. Mệt mày bố ghê. Thề luôn ấy, hôm nay là ngày éo gì vậy? Bực vậy. Hơi bực đấy nha. Bảy triệu thần sai ra. 39 tỷ. 7 tỷ, 39 tỷ. Thề luôn, hai thằng cỏ này có đánh hoài à. Ơi có khu vực không này. Ok, quất. Con lạy hồn, hồn ra hộ con quyền Doraemon cái. Có quyền Doraemon mà từ nãy giờ không ra được. Trời đất ơi. Heo xay ra không giữ chuyện, mày giữ chuyện làm cái méo gì? Pro 1996H, what the fuck? Lựa đi. Chúng lại qua đây rồi. Xây ra ok bổ huyết sáu nghìn máu. Rất cảm ơn bạn Đào Quân đã cho mình rất là nhiều đồ. Ủa thằng này nó có đánh quái mà, thằng Bro 196H này, thằng chó. Trời heo xây ra này, nó phản lại đam của mình cơ. Thank you.
Thôi đập phát chết luôn. Sợ thật. Không giữ chuyện hoài. Cút đi. Mình tự đánh được rồi nè. Mình bây giờ mình con heo rừng cắn mình không đau nữa. Bọn nó đấm khỏe thật. Ui, lên cô thấy phát đấm khỏe thế. Đúng là kiểu ăn búp vào khác, cắt thuốc lắc vào khỏe thật. Má không giữ chuyện hoài à. Khỏe thế mà quên lâu thế, không ra một nhả ra một quyển truyện cho mình luôn đấy. Cái nhạc gì này? Đây rồi. Gì mà xem xe ra mẹ. Rồi chúng ta về trả cho ông vua Vegeta vậy. Ok. Rồi. Thì để ủng hộ mình làm tiếp clip tiếp theo thì các anh em đừng quên nhấn like, comment ngay bên dưới và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nha. Xin chào và gặp lại anh em trong những video lần sau. Tạm biệt.